Dù màn đêm đã buông xuống, trời đổ cơn mưa, nhưng cán bộ y tế của trạm y tế xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ vẫn đi đến từng nhà, ra từng đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 để tư vấn vận động và triển khai tiêm với mục tiêu bao phủ vaccine cho người dân nơi đây. Trạm y tế xã thì cũng đẩy mạnh các hoạt động tiêm chủng tại bản, đặc biệt là đối với bản khó khăn. Chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình để vận động, đặc biệt đối với những hộ có người cao tuổi. Triển khai vaccine tiêm tại nhà thì cũng gặp một số nội dung khó khăn đối với đặc biệt là bản khó khăn, bản có cái đường đi lại khó khăn ấy. Chúng tôi vận chuyển những cơ sở vật chất, những trang thiết bị và những cái vận dụng liên quan đến đồ cấp cứu. Chúng tôi cũng xác định cái mục tiêu rồi, từ khi có dịch đến giờ thì chúng tôi hầu như là cũng quen với nội dung này, thì cũng cố gắng thôi. Với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó, không bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào. Đến nay, hầu hết các đối tượng không di chuyển đến địa điểm tiêm được như người già yếu, người có bệnh nền, hạn chế vận động, không có điều kiện đến điểm tiêm chủng tập trung trên địa bàn xã Nà Hì, đã được cán bộ y tế đến tận nhà tiêm phòng đầy đủ 3 mũi vaccine. Tôi rất cảm ơn cán bộ trạm y tế xã đã tận tình về tiêm cho tôi tận nhà, bởi vì tôi tuổi già sức yếu không đi được, tôi rất cảm ơn. Không riêng xã Nà Hì, tất cả cán bộ y tế ở các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Nậm Pồ cũng không quản ngại khó khăn, đi bộ hàng chục km đường đèo dốc quanh co, lầy lội, đến từng hộ gia đình, thuyết phục, động viên nhóm nguy cơ cao tiêm phòng vaccine COVID-19. Pồ thì cũng là một huyện khó khăn, thì chúng tôi cũng đã triển khai và trên thực tế thì người dân cũng đồng tình ủng hộ, nhưng cũng có một số xã thì cũng còn gặp nhiều khó khăn nhất định, đặc biệt là về hệ thống đường xá đi lại trong cái việc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19. Thì có một số khó khăn như thế thì chúng tôi đã ám sát và xây dựng cái kế hoạch tổ chức thành lập những cái tổ nhóm để đi vào tận cơ sở để chúng tôi tuyên truyền và vận động, đặc biệt là đến tận nhà để tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân cũng như là trẻ em. Và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai thì vẫn còn tồn một số cái vaccine theo quy định, chúng tôi tiếp tục triển khai để đảm bảo theo kế hoạch của Ủy ban tỉnh. Khối lượng công việc nhiều, tần suất hoạt động ngày càng lớn, trong khi lực lượng mỏng, một cán bộ y tế phải cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ. Song ai cũng nỗ lực không ngừng nhằm bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho cộng đồng, góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, mang lại cuộc sống bình yên cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao, biên giới.